Bạn biết làm phép cộng chưa? Chưa. Để mình chỉ cho bạn nha. Bạn nhìn nè. Ví dụ mình có một cây bút chì. Bây giờ mình có thêm một cây bút chì nữa. Vậy bây giờ có bao nhiêu cây bút chì? Có 2 cây bút chì. Vậy 1 cộng 1 bằng 2. Ta viết là 1 cộng 1 bằng 2. Đó là dấu cộng. Nữa nè, bây giờ mình có 3 cái bánh. Thêm 2 cái bánh nữa. Vậy bây giờ mình có bao nhiêu cái bánh? Có 5 cái bánh. Vậy 3 cộng 2 bằng 5. Bạn hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy bây giờ mình tập làm phép cộng nha. Mình có 2 củ cà rốt trên bàn. Mình thêm 3 củ nữa. Vậy là mình có 2 cộng 3 bằng bao nhiêu? Bạn kéo số bỏ vào ô trống cho đúng phép cộng đi. Hoan hô. Tiếp nha. Viết phép cộng cho đúng đi. Đừng làm sai nha. Hoan hô. Nữa nè. Sao bạn giỏi vậy? Nữa nè. Hoan hô. Nữa nè. Giỏi quá. Nữa nè. Nữa nè. Sao bạn giỏi vậy? Nữa nè. Hoan hô. Nữa nè. Hoan hô. Nữa nè. Xong rồi, bạn làm tiếp chỗ khác đi.